mình sẽ giới thiệu với mọi người cách lắp đặt của con máy áp chậm Huron HU19FGM nhé. Đầu tiên là đây là cái cối này, mình cứ đặt cái cối vào trước thì cái cối của con này nó hơi lệch một tí. Đấy, nó hơi lệch một tí. Cái vòi để nước của nó cứ thẳng chính diện với lại cái máy này là được. Đấy, mọi người dùng lắp thoải mái không sao, thế là ok. Mình sẽ cho cái lưới lọc này vào. Thì mọi người lưu ý đấy là cái lưới này nó phải thật sự là êm. Mình cũng không cần là mọi người không cần quan tâm đến là cái lệnh nó nằm ở đâu. Các bạn cứ xoay tròn một vòng đến cái đoạn nào mà nó xuống một cái khớp rồi là rung lắc thoải mái. Cố định như thế này là được rồi. Giờ mình lắp lên cái trục. Cái trục nó như thế này. Cái trục thì các bạn có lưu ý đến là hai bên cạnh của cái trục nó phải bám vào đúng hai cái cạnh của cái lưới mà mình vừa lắp, nó rơi đúng xuống cái khe này này. Đấy. Mình cứ đặt làm sao nó rơi đúng cái khe này xuống, phải xuống hẳn thật sự luôn. Đấy. Hai cái này nó phải xuống với nhau, nó phải xuống hẳn cái mép này luôn. Nếu mà không xuống hẳn thì tí mình lắp cái bên trên nó sẽ không lắp được. Mình còn lắp cái phần ở bên trên nữa. Bên trên thì mọi người chú ý này, là mình sẽ lắp từ phía bên, mình để cái này nó hơi chéo một tí. Để nó hơi chéo một tí đi từ bên này đi vào. Thẳng một phát là vừa. Chứ còn mọi người đi từ bên tay phải đi vào thì nó sẽ hơi khó. Nên mình cứ lắp từ phía bên tay trái đi vào. Rồi xuống là ok. Thì cái máy này nếu như mà mọi người không lắp cái phần ở bên trên ấy thì nó sẽ không chạy được. Bạn ấn thoải mái nó không chạy được. Bởi vì tại cái điểm tiếp xúc này giữa hai cái phần bên trên của cái máy, nó có một cái điểm từ ở đây mà mọi người phải lắp vào thì nó mới chạy được. Đấy. Nó có hai cái mũi tên. Khi nào mà hai cái mũi tên này nó thẳng hàng với nhau thì thế là ok. Thì trên cái công tắc này thì nó có, nếu các bạn ấn lên trên thì nó chạy liên tục. Nó chạy nó ép liên tục. Còn nếu trong những trường hợp mà cái bã của mình mà nó đang có dấu hiệu bị tắc thì mình ấn bên dưới một tí. Ấn bên dưới thì chỉ có ấn nháy thôi. Ấn nháy và giữ tay thôi để cái vòng quay nó đảo ngược lại. Thì sau đó mình ấn tiếp tục thì cái bã thì nó sẽ đẩy ra ok hơn. Ở bên này thì mọi người có một cái cần gạt. Cái tác dụng của cái cần gạt này là để mình sẽ dùng cho những cái loại hoa quả mà chín và giàu tinh bột. Ví dụ như là mọi người mà muốn lấy cái hoa quả mà xanh ấy thì các bạn để bên nào cũng được. Còn nếu như cái hoa quả chín mà mọi người không thích cái việc mà cái tinh bột nó bị ép qua cái màng lưới là nhiều ấy, thì mọi người đẩy nó sang cái lớp ở bên phía cái lớp mà bị khuyết này. Cái lớp bị khuyết này thì cái áp lực đẩy nó sẽ bị giảm bớt đi và cái phần tinh bột nó sẽ bị nó không bị ép, nó đẩy ra phía nước nhiều. Tuy nhiên là nếu như các bạn đẩy sang phần này ấy, thì cái bã nó sẽ bị tỷ lệ nước mà hòa lẫn ra bã nó đẩy ra phía ngoài sẽ nhiều hơn. Thì đổi ngược lại thì cái phần tinh bột nó hòa lẫn với nước nó sẽ ít hơn. Đấy, thì đấy là tác dụng của cái cần gạt này. Bên này là lấy nước, bên này là cái bã của hoa quả nó ra. Thì cái máy này thì lắp đặt nó chỉ dễ dàng như thế thôi. Đấy, mọi người để thế này là xong. Thế thôi.